anh Đức vừa vào kém 12 tuổi, tổ chức lễ gia tiên ra mắt gia đình, quan viên hay họ. Sáng ngày 6 tháng 9, lễ gia tiên của anh Đức và bà xã Anh Phạm diễn ra tại nhà riêng. Trước đó, cặp đôi dự định thực hiện nghi thức này vào sáng ngày 10 tháng 9, nhưng giờ lại vào hôm nay. Tiệc chiêu đãi khách mời vẫn giữ nguyên lịch. Trong ngày trọng đại, anh Đức diện áo dài trắng truyền thống, cười rạng rỡ khi đến nhà đón vợ. Anh Phạm cũng chọn trang phục có hình hoa sen, khuôn mặt rạng rỡ đầy hạnh phúc. Anh Đức đã mang 6 tráo sính lễ bao gồm bánh, rượu, trầu cao, đôi lông phụng để sang nhà hội cưới vợ kém 12 tuổi. Dàn bay tráp nhà gái là những người thân thiết với cô dâu, đa số còn hoạt động cho biết. Còn đội bay tráp của anh Đức quy tụ những khuôn mặt quen thuộc Ali Hoàng Dương, Hữu Đằng, Nhâm Phương Nam, Trần Phong, Minh Dự. Dàn bay tráp của cả hai nhà được diện áo dài hồng đồng bộ với nhau. Theo quan sát, anh Đức và vợ được tặng nhiều sính lễ bằng vàng như vòng cổ, bông tai, nhẫn trong lễ gia tiên. Anh Đức và anh Phạm hẹn hò gần 2 năm, cả hai thường xuyên tham gia những chuyến du lịch, tụ tập ăn uống cùng họ bạn thân Trấn Thành, Aragon. Đám cưới anh Đức diễn ra vào ngày 10 tháng 9, quy tụ nhiều sao Facebook. Cặp đôi đưa ra nhiều quy định trong đám cưới, không livestream trong suốt thời gian diễn ra tiệc, không đón tiếp trai em, phải mang theo thiệp cưới mới được vào trong, diện dress code màu đen, đỏ, nâu, be. Đám cưới anh Đức dự kiến quy tụ dàn sao Việt cực khủng. Buka có một ngoại lệ dành cho Sinh Thứ Kiệt. Buka và Sinh Thứ Kiệt tổ chức đám cưới từ cuối năm ngoái. Trước đó cặp đôi đã có khoảng 4 năm tìm hiểu, hẹn hò đầy nghiêm túc. Mối quan hệ cả hai nhận được sự ủng hộ, quan tâm từ phía hai bên gia đình, giới truyền thông và khán giả. Ngày 6 tháng 9 chính là dịp Sinh Thứ Kiệt chính thức đón tuổi mới. Ngay từ đêm hôm trước sinh nhật của chồng, Buka đã chủ động chuẩn bị bánh sinh nhật, trang trí nhiều trái tim đầy lãng mạn và kèm theo dòng chữ Happy Birthday cục chồng. Ngay sau đó, Sinh Thứ Kiệt cũng chia sẻ lời sorry này trên tài khoản cá nhân với sự thích thú và vui vẻ. Đối với những người hâm mộ của Buka và Sinh Thứ Kiệt, biệt danh cục chồng mà Buka gọi Sinh Thứ Kiệt đều không còn quá xa lạ, bởi trong khoảng thời gian cặp đôi âm thầm tìm hiểu lẫn nhau, đã có vài lần vô tình để lộ những món quà có biệt danh riêng gọi đối phương. Qua sự sâu từ phía netizen, nhiều người phát hiện Buka và Sinh Thứ Kiệt đặt tên thân mật cho nhau là cục chồng, cục vợ trên Instagram cá nhân. Mới đây, Buka và Sinh Thứ Kiệt cũng tung loạt ảnh cực tình tứ. Buka viết, vẫn là câu chúc cũ, chúc anh tuổi mới yêu em nhiều hơn. Trong chuyện tình cảm hay cuộc sống hôn nhân, Buka luôn được Sinh Thứ Kiệt hết mực cưng chiều, yêu thương và chăm sóc. Ngay từ khuya ngày 5 tháng 9, Sinh Thứ Kiệt đã canh giờ đẹp để đăng bộ ảnh mừng sinh nhật lần thứ 29 và kèm theo dòng chú thích lại trẻ thêm một tuổi. Cho đến sáng năm sau, Buka chia sẻ lại bài viết này và thẳng thắn hỏi chồng, tưởng mình còn khiêu hả? Khi bị vợ bắt bẻ, Sinh Thứ Kiệt vẫn hào hứng đáp lại, ủa, mới 3 tuổi thôi phải khiêu chứ? Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn nhớ bấm like, share, subscribe để nhận tin tức hay mỗi ngày nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.